Bà Rùa, xin chào bạn. Các bạn thấy một buổi sáng rất là tuyệt vời ha. Mình đang chuẩn bị đi cùng người yêu của mình Bolo đi câu cá đây. Tina muốn lên hình trước khi đi học. Thưa ba đi học đi. Mai được nghỉ hả? Con chào quý vị chưa? Phan tay thưa quý vị con đi học. Nhìn đây nè. À, hả không ra cười cái đi. Bolo đi con. Ba đi nha. Bye con. Trong các loại cây mình chưa thấy cái cây gì mà có cái sức sống mà gọi là mãnh liệt như cái cây 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 sọp này nè. Ví dụ nó rụng lá 3 hôm trước mà 3 ngày sau là lá nó phủ đầy lại nhìn nè bạn. À, nó rụng đồng loạt, rụng hết cây nó. 3 ngày sau là có lá lại. Rồi, Bolo đứng đó luôn đi. Ba câu nha, ba câu bên đây nè. Không chấp nhận. Cậu qua đây chung mới chịu ha. Mình định ngồi bên đây câu. Nhưng mà như các bạn thấy thì sẽ ngược hướng hướng nắng. Chắc mình phải lội qua bên kia kìa. Mình câu chỗ mình khoét cái lỗ đây, mình câu dưới bên kia. Mình thích câu cá rô nhưng mà giờ lội thì cá trê nó sẽ kiếm mình nhiều hơn là cá rô. Hôm nay đồ nghề mình tăng cường thêm cái cây mốc nữa bạn. Cây này một người bạn bán lại 180 ngàn. Có thể thu hay dài ngắn nè, cũng dài lắm. Thường móc cái lỗ nhỏ thôi, nhưng mà vì mấy bạn cho bạn dễ rộng, mấy bạn dễ thấy phao chạy á, cá kéo á, sẽ móc cái lỗ to to một chút các bạn ha. Rồi hướng dẫn mấy bạn cách mình thính của mình luôn. Thường mình dùng cắm cho vịt ăn mình rải, hoặc là trứng kiến nè, bạn bóp nát mấy bạn dục xuống. Đó. Rồi bên cạnh bên đây mình cũng móc một lỗ luôn đây ha. Rồi, Bolo nằm kiếm chỗ nằm cho sướng đi. Mọi việc ở đây để anh ba lo nha. Rồi, hôm nay mình chỉ câu bằng trứng kiến thôi. Đây càng à. Mình vừa dở lên chỉnh phao có con gì nó sôi bọt luôn.
Lụm luôn rồi kìa. Chào mừng bạn đầu tiên. Quậy bùng này cá trê nó khoái lại liền à. Con nào khoái là gia nhập đội quân cá trê của anh Ba Rùa luôn. Khi mình móc lỗ mình cũng quậy 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 bụng lên bạn. Có nó lại liền. Lụm hàng. Đã quá đã. Chào mừng các bạn gia nhập thế giới cá trê của anh Ba Rùa. Cái phao màu ấy thì cá rô rồi nó nhát lắm, nhưng mà được cái bạn dễ thấy, bạn cũng sướng mắt khi cá nó kéo phao đúng không. Còn gì nó rây rây các bạn. Cái này không cần giật mạnh, cứ giật nhẹ lụm hàng này. Này là không sảy nha. Còn hai lỗ luôn cho cá nó không nhát. Thích lỗ nào thải qua lỗ đó. Cành phao không chính xác rồi. Tính hậu cây câu hai cần, mỗi lỗ một cần, nhưng mà câu kiểu vậy thì quay qua quay lại mấy bạn chóng mặt tội nghiệp. Quý thương mấy bạn nhiều nên câu một cần thôi, mỗi chỗ câu chút xíu ha. Lụm nó kìa kìa, đó 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 đó, thật đáng mấy bạn. Giật chưa, giật. Cái gì không biết, ăn mồi thì vô thùng. Bạn kéo nhẹ vô bạn, mồi ngon quá nuốt vô bụng đi. Kêu bạn nuốt là bạn sẽ nuốt nè. Nuốt nha. Anh Ba là giật nhẹ thôi, không có làm đau bạn đâu. Oh. Thì đó là bạn cá rô. Hôm nay cố gắng giật cho mấy em nó nhẹ nhàng thôi, để mấy em nó phê phê, không giật mạnh tét môi tét mỏ hết. Em này em gì ăn kỳ vậy, cua à?
rất là nhé. Nuốt vô bụng. Ừ, mồi ngon con. Nuốt đi. Ngon lắm. Ờ, ngon lắm. Nuốt vô con. Mồi ngon mà. Nuốt vô. Ừ, nuốt vô. Dụ. Ráng chịu. Ai biểu bị dụ. Thám môi thì bị dụ. Mấy con cá đầy mê trứng kiến của anh bà lắm. Bóp nát cái dục cái là nó xếp hàng nó đi tới nó kiếm. Đứng xếp hàng chờ. Em nó mới ngậm mà ba giật rồi. Ừ, trời ơi, cá rô bự. Sao bạn ăn im re vậy bạn, không báo động như vậy. Còn mồi thơm nè bạn ơi, anh ba nhiều lắm nè. Trứng kiến thơm ngon nè, mày vô mày vô. Con gì vậy trời? Không phải. Ôi trời ơi, bên đây xảy rau. Câu hay cần làm không lại nói thiệt. Dụ rồi cũng ra hả con? Ôi trời ơi, sao vậy? Còn nó không bạn. Nhiều bạn cũng làm mình bất ngờ thả xuống cái nút. Còn kìa, bạn còn kìa. Ú. Ngựa. Trời đất ơi, nó sôi bọt à. Bạn này bự à. Bạn ơi, cục này bự hơn nè. Cục mồi này bự hơn nè bạn.
Nhiều kiểu ăn làm mình cũng ngưng thở luôn đó bạn. Hồi hộp quá. Kéo kéo đại nhịp qua nhịp lại mệt. Mệt tiệp quá. Yếu tim mà gặp cái ăn kiểu này chắc mệt. Chút xỉu đây luôn. Thấy nó rề rề bác ghét không? Đó, nhịp lên nhịp xuống. Chả hiểu gì. Không có cảm giác sướng. Giỡn mặt nè, giỡn mặt với anh ba nè. Con khỉ gì nó ăn kìa, hay ghét luôn bạn. Nhịp nhịp rê rê, nổi nổi. Nhịp 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 nhịp. Anh ba ơi là anh ba. Em cách trời dân hiến mà anh ba không biết lấy gì á, bỏ mất cơ hội rồi. Vậy em lụm nữa kìa. Không, lần này em cách rượu. Anh ba mê cách rượu. Ăn rình đánh ba bận rồi. Quất ha. Xin giới thiệu các bạn, đây là bạn cách trì. Mình cùng vô lô rồi, giờ chỗ khác bạn ơi. Ủa, sôi bọt á, úp cái đó. Lại kiếm anh ba đây, đó, 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 đó. Lâm, 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 lâm. Chưa. Lẹ hả mày? Dành ăn với mấy đại ca hả? Bỏ trứng kiến lẹ lắm, có lại lại kiếm liền à. Kiếm thì anh ba tiếp, chờ nè, chờ anh ba đi. Còn nữa đó bạn, lại nữa đó.
lại nó kiếm anh ba rùa à. Bờ thì nằm vô thùng chứ. Hôm nay nắng đẹp nè, các bạn thấy tòa nhà 81 tầng bên kia luôn đúng không? Không biết bao lâu rảnh gì. Đi về tới nhà bạn ơi. Đói quá đói rồi. Cho bạn coi cá cái mình đi ăn sáng. Giờ có lũng rồi. Bò ra tùm lum. Trình diễn xong rồi chết đi. À, nay quy câu được nhiêu đây?